Công Vinh nhận tin sét đánh đúng ngày sinh nhật giữa ồn ào sao kê của Thủy Tiên. Hôm nay ngày 10 tháng 12, Lê Công Vinh đón sinh nhật tuổi 36 và cựu danh thủ quê Nghệ An đã nhận được vinh dự đặc biệt. Cụ thể, trang fanpage chính thức của giải vô địch quốc gia Nhật Bản J-League đã gửi lời chúc mừng sinh nhật tới Lê Công Vinh. Chúc mừng sinh nhật Lê Công Vinh, cựu cầu thủ Hokkaido Consadole Sapporo và đội tuyển quốc gia Việt Nam sẽ bước sang tuổi 36 ngày hôm nay. Trang fanpage chính thức của J-League đăng lời chúc kèm những bức hình hồi Lê Công Vinh còn chơi bóng ở Nhật Bản. Trước đó, Lê Công Vinh chuyển sang chơi bóng cho đội hạng nhì Nhật Bản là Consadole Sapporo hồi tháng 7 năm 2014, theo bản hợp đồng cho mượn có thời hạn 5 tháng. Ở Consadole Sapporo, Lê Công Vinh mặc áo số 19 và nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của các cổ động viên. Trong màu áo Consadole Sapporo, Lê Công Vinh thi đấu 9 trận, 375 phút, ghi được 2 bàn thắng và có 2 đường kiến tạo cho đồng đội lập công. Tuy nhiên, cựu danh thủ Việt Nam đã có ngày chia tay đội bóng Nhật Bản đầy tiếc nuối. Ngày 24 tháng 11 năm 2013, Lê Công Vinh có trận đấu cuối cùng cho Consadole Sapporo gặp Giravans Kita Kyushu. Trước trận đấu này, Consadole Sapporo có 63 điểm và chỉ cần giành chiến thắng trước Giravans Kita Kyushu thì sẽ vào vòng playoff thăng hạng lên J-League, giải đấu hạng cao nhất Nhật Bản. Trong thế trận bế tắc, Lê Công Vinh được tung vào sân ở phút 72. Ngay trong pha chạm bóng đầu tiên, Lê Công Vinh đã khiến hơn 50.000 khán giả trên sân Sapporo Dome phải đứng dậy vỗ tay, hò theo cổ vũ với sút phạt đưa bóng trúng cột dọc khung thành Giravans Kita Kyushu. Mặc dù vậy, Consadole Sapporo chỉ có được trận hòa không bàn thắng trước Giravans Kita Kyushu. Ngay sau trận đấu này, Công Vinh đã chia tay Nhật Bản bởi Sông Lam Nghệ An. Câu lạc bộ chủ quản không đồng ý tiếp tục cho Consadole Sapporo mượn tiền đạo ngôi sao. Với tuyển Việt Nam, Công Vinh là chân sút vĩ đại nhất và cũng chính anh là người ghi bàn quyết định giúp tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2008. Nhiều tháng qua, nghi vấn Thủy Tiên ăn chặn tiền từ thiện của bà con miền Trung từ năm 2020 vẫn đang là đề tài nóng được dư luận quan tâm. Cụ thể, Thủy Tiên bị nữ CEO Bình Dương tố ăn chặn tiền từ thiện của bà con miền Trung năm 2020. Theo đó, cách đây một năm, bà xã Công Vinh đã đứng ra kêu gọi các mạnh thường quân chung tay giúp đỡ bà con miền Trung gặp khó khăn vì bão lũ. Thời điểm đó, Thủy Tiên công khai đóng tài khoản với hơn 100 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo nữ đại gia Bình Dương, số tiền thực tế Thủy Tiên nhận được là hơn 300 tỷ đồng. Như vậy, hơn 100 tỷ đồng kia đã đi đâu về đâu? Trước nghi vấn ăn chặn, vợ chồng Công Vinh đã lên tiếng phủ nhận và tung sao kê. Không chỉ vậy, nữ ca sĩ còn làm đơn kiện nữ đại gia Bình Dương. Khi bà xã bị tấn công, Công Vinh nhiều lần đứng ra bên vực. Trước đó, vào đầu tháng 9, Công Vinh phát sóng livestream đáp trả những lời tố không có bằng chứng xác thực của bà Nguyễn Phương Hằng. Mở đầu livestream với hơn 150.000 người xem, Công Vinh khẳng định không biết bà nữ doanh nhân này là ai. Nam cầu thủ nhắn nhủ, chị không thể nào lúc nào cũng nói mơ, chị nói phải có bằng chứng nhé. Công Vinh nói thêm, chị nên nhớ không phải chị có tiền muốn nói gì cũng được, chị nói phải có chứng cứ, phải nói cho đúng. Không phải lúc nào cũng nói mơ, mơ là mơ thế nào. Khi nói ra ảnh hưởng đến danh dự của người khác thì phải có bằng chứng, phải cho mọi người thấy được, đó đúng là một. Hoặc là chị phải xác nhận cái vấn đề đó chắc chắn là như vậy, chứ chị nói mơ làm sao chúng tôi kiện được. Vấn đề mấu chốt là ở đây, chúng tôi cho chị 2 ngày để làm rõ hai vấn đề trên. Tôi là chồng, không thể để người khác ăn hiếp vợ tôi như vậy. Hiện giờ cặp đôi vẫn đang tận hưởng cuộc sống vui vẻ thoải mái, bất chấp ồn ào sử dụng tiền từ thiện vẫn chưa hạ nhiệt. Ngay sau khi ồn ào xảy ra, cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra. Hiện các địa phương đang rà soát lại số tiền Thủy Tiên từng về làm từ thiện. Tuy nhiên, quá trình rà soát gặp không ít khó khăn. Và trước đây, vợ chồng Công Vinh không thông qua chính quyền hoặc tự ý phát tiền cho những hộ không có trong danh sách. Kết quả điều tra nghi vấn Thủy Tiên ăn chặn từ thiện vẫn chưa có kết luận cuối cùng.